Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Các phượng làm việc với sở nhận lỗi vì đưa sai dịch virus corona. Nữ diễn viên hài nhận lỗi khi đưa tin sai về dịch bệnh. Cát Phượng gửi lời xin lỗi khán giả, đồng thời khẳng định chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Sáng ngày 10 tháng 2, Cát Phượng cho hay đã tới Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc khi đưa tin sai về virus corona. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài thừa nhận bản thân sai vì share bài và viết không đúng về tình hình dịch bệnh. Các xin lỗi khi viết nhà nước không lo nghĩ cho dân. Các nhận mình sai vì xe bài sai lệch khi ở các quận 1, 3, 5, 7 chưa có ai bị nhiễm bệnh. Các xin lỗi rất nhiều. Cát Phượng viết Trong biên bản làm việc với sở, Cát Phượng giải trình ngày 26 tháng 1 sau khi đọc một bài viết liên quan đến dịch bệnh do virus corona, chị chia sẻ lên Facebook, đồng thời ghi lại cảm xúc cá nhân. Biết nói gì đây, làm ơn nghĩ cho dân trước cũng là nghĩ cho chính bản thân mình. Dịch bệnh đã đến quận 1 rồi lan tràn đến quận 3, quận 5, quận 7. Tuy nhiên sau khi xác minh thông tin trên không đúng sự thật, Cát Phượng xin lỗi và gỡ bỏ bài viết. Nữ diễn viên hài mong được Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý nhẹ, chỉ cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật. Sở cho rằng bài viết biết nói gì đây, làm ơn nghĩ cho dân trước cũng là nghĩ cho chính bản thân mình. Dịch bệnh đã đến quận 1 rồi lan tràn quận 3, quận 5, quận 7 đăng tả trên Facebook của Cát Phượng gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, vi phạm điểm E khoản 1 điều 5 Nghị định số 72-2013 NDCP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng. Sau đó, nữ diễn viên đã gỡ bỏ thông tin sai và xin lỗi công khai. Cuối cùng, thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Cát Phượng chấp hành đúng quy định pháp luật về đưa tin trên mạng, có trách nhiệm đính chính lại thông tin đưa sai trên mạng cá nhân. Sở cho biết Cát Phượng chịu trách nhiệm xử phạt hành chính về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội theo điểm A khoản 3 điều 64 nghị định 174/2013 NĐ-CP của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Trước Cát Phượng, Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng đã đến làm việc với sở. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân vội vàng khi đưa tin dẫn tới sai sót. Anh cho biết đã tìm thấy bài học của riêng mình sau sự việc này, đồng thời khẳng định nộp phạt đầy đủ theo quy định của pháp luật. Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở đánh giá cả ba nghệ sĩ đều làm việc với tinh thần cầu thị, hợp tác. Ông cho hay việc Sở à, Truyền thông và Thông tin thực hiện việc xử phạt hành chính đối với một số nghệ sĩ trong thời gian qua nhằm giúp họ nhận thức đúng, đầy đủ hơn về các quy định của pháp luật. Mục tiêu cao hơn là để họ phát huy sức ảnh hưởng, lan tỏa những thông tin chuẩn mực, đúng sự thật trên mạng. Kiều Minh Tuấn nói: Tôi và các vượng muốn để chuyện con cái thuận theo tự nhiên. Quý vị tính giả thân mến, nam diễn viên cho biết vợ chồng anh vẫn đang chờ đợi tin vui sau khi đã làm thủ tục kết hôn. Sau đây là cuộc trò chuyện với phóng viên và Kiều Minh Tuấn. Năm 2017, anh đã gặt khái được rất nhiều thành công với em chưa 18, bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất của điện ảnh Việt từ trước đến nay. Điều này tạo áp lực gì cho anh trong những tác phẩm Tết 7890? Tôi luôn dặn lòng không được áp lực vì nếu áp lực tôi sẽ không làm được việc gì hết. Tôi nghĩ cuộc sống cũng giống như sơ đồ nhịp tim. Lúc lên lúc xuống, danh tiếng cũng vậy, phải có trầm, có thăng thì mới thú vị. Do đó ở bộ phim Tết 78910 của đạo diễn Dustin Nguyễn, tôi hoàn toàn thoải mái, nhập vai tám bánh tiêu mà không suy nghĩ nhiều về áp lực. Tuy nhiên, tôi phải đầu tư để tìm kiếm những miếng hài mới, tránh lặp lại cái cũ Nhân vật tám của tôi không hề dễ, dù nó đóng vai trò mang yếu tố hài hước trong bộ phim, làm hài khó lắm vì nếu làm không tới, khán giả sẽ nói là hài nhảm. Sau khi xem phim trong ngày công chiếu, tôi thấy rất vui bởi đây là tác phẩm cho tôi nhiều cảm xúc. Có những phân đoạn tôi cười đến mức rơi cả tui bắp. Tất nhiên có một số điểm tôi chưa hài lòng với diễn xuất của mình, nhưng tôi cho rằng không có ai hoàn hảo, nên tôi coi đó là bài học để mình rút kinh nghiệm lần đầu hợp tác với Dustin Nguyễn, anh học được gì từ đạo diễn, người diễn viên nổi tiếng này? Tôi đã thích anh Dustin từ trước rồi. Sau quá trình quay phim chung, tôi không chỉ ngưỡng mộ anh ấy trong cách làm việc mà còn trong cả cách sống nữa. Tôi chưa từng làm một bộ phim nào mà mỗi khi quay xong một đứt, đạo diễn đến ôm từng người và nói lời cảm ơn. Anh Dustin luôn luôn làm hành động này một cách rất chân thành khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng. Trong phim này, anh Dustin cũng là người cực nhất bởi vừa làm sản xuất đạo diễn còn kim cả vài mười mù giỏi võ thuật. Trong 7890 anh có chuyện tình sâu đậm với nhân vật do nam em đóng. Cô ấy nói đã trung động trước anh vì anh thường xuyên nhắn tin mùi mẫn, đưa cô ấy đi hẹn hò trước khi bấm máy. Anh chia sẻ gì về chuyện này? Đó là cảm xúc thật của nam em và cô ấy đã nuôi được nó trong bộ phim. Bạn biết đó, điện ảnh không thể nào dùng kỹ thuật được, khi lên hình ánh mắt của diễn viên sẽ bị khán giả phát hiện, nếu không thể hiện đúng cảm xúc của nhân vật, cảm xúc thì không thể nào giả được, kể cả việc khóc, dù bạn khóc cả ngày và tốn cả lít nước mắt nhưng người xem không cảm được bạn đang khóc về vấn đề gì thì bạn đã thất bại, còn tình yêu đừng nói về việc nắm tay, hôn nhau là yêu mà chỉ cần hai ánh mắt nhìn nhau thôi thì khán giả cũng biết được họ yêu thế nào mỗi lần tôi xem phóng sự các diễn viên Hollywood chia sẻ về cách làm thế nào để nuôi cảm xúc cho nhân vật. Ở cách vuốt ve tay người tình, họ làm rất trân tru, cứ như yêu nhau sâu đậm, sống chung với nhau lâu rồi và rất hiểu cơ thể của nhau. Sau khi xem chương trình này tôi mới biết họ phải đi chơi trò chuyện gần gũi ở một mức độ nào đó để hiểu nhau. Tôi thấy cách này rất hay và học theo. Kathy Nguyễn chính là người đầu tiên tôi thử nghiệm phương pháp này, sau đó là nam em các phượng phản ứng thế nào khi thấy chồng mình sử dụng cách này để nuôi cảm xúc với bạn diễn? ban đầu phượng không hiểu phượng than rằng, ba người đóng cảnh yêu nhau thì không lẽ họ yêu nhau thật hay sao? tôi chỉ biết giải thích mình đang nuôi tâm lý cho nhân vật chứ cũng không biết nói gì thêm. tính tôi không thích cảm giác bị tra khảo mà muốn họ nhìn vào kết quả mình làm được. nếu phượng ghen thì cứ để thời gian trả lời. nếu có ngày anh đắm chìm trong thế giới tình cảm đó với bạn diễn thì sao? Khi đóng phim xong bạn phải xác định đó có phải là cảm xúc thật hay không. Nếu là thật thì liệu mình có hợp với họ để đi một con đường dài hay không. Sau khi em chương 18 kết thúc tôi đã xóa số điện thoại của Katie vì không muốn lằn nhằn gì thêm nữa. Mọi người hỏi thì tôi nói công việc đã xong rồi nên không cần phải liên lạc. Số điện thoại của nam em tôi cũng xóa sau khi đóng máy 78910. Bây giờ tôi chỉ còn giữ liên lạc với hai bạn đó qua Facebook. Tôi xác định diễn viên là công việc, công việc của tôi khác với những ngành nghề khác vì nó phải nuôi cảm xúc. Nếu tôi để cảm xúc của nhân vật lớn ác thì chứng tỏ tôi không bản lĩnh. Hơn nữa tôi không phải là người độc thân, tôi là người có gia đình nên hết việc là phải về với gia đình chứ. Còn nếu tôi đắm chìm trong thế giới cảm xúc với bạn diễn thì chắc chắn tôi và họ sẽ chuyển sang một mối quan hệ khác. Đừng thắc mắc tại sao tôi thay đổi, câu trả lời nằm ở trái tim của tôi. Nếu không còn yêu thì người thứ ba chỉ là chất xúc tác, là chìa khóa để tôi mở cánh cửa giải thoát cho mình. Còn khi tôi vẫn gắn bó với người mình yêu thì dù người thứ ba có là hoa hậu, người đẹp cũng không thể xen vào tổ ấm của tôi. Tôi nhớ sau khi phim Em Chưa 18 ra đạp, tôi có thêm rất nhiều fan nhỏ tuổi gọi tôi bằng chú. Có bạn fan nhắn tin cho các vượng rằng em sẽ công khai chiến đấu với chị. Các vượng bảo ừ, mời em, chắc họ cũng chỉ nói đùa vậy thôi chứ tôi không thấy có động tĩnh gì từ khi công khai chuyện đã làm thủ tục kết hôn với các phượng mọi người rất tò mò về việc cả hai khi nào mới tổ chức đám cưới anh có dự định đó chưa từ năm ngoái đến năm nay gặp mai mọi người cũng hỏi về chuyện đám cưới có lẽ mọi người phải ít hỏi đi thì tôi sẽ tổ chức Thực ra cảm xúc về một lễ cưới chưa hình thành trong đầu tôi, dù đó chắc chắn sẽ phải xảy ra. Tôi nhớ lần đóng cảnh cưới công tú Quỳnh trong màu của tình yêu, dù biết chỉ là phim vậy mà lòng ngực tôi rất hồi hợp trước khoảnh khắc thiên liêng ấy. Hiện tại đứa tổ chức cưới mà tôi không có cảm xúc thì thấy rất có lỗi. Tôi là người sống thật. Có sao đó vậy, tôi yêu nhưng tôi chưa cưới, bây giờ tôi thấy mình đã quá đủ vì có một gia đình và tôi có thể nuôi dạy bom, con trai riêng của các vượng với chồng của Thái Hoa. Bố mẹ anh không dục chuyện cứ hỏi hay sao? Chuyện này từ gia đình tôi không có ý kiến gì. Kể cả lúc tôi mới quen Phượng, bố mẹ hoàn toàn tôn trọng tôi. Tôi muốn tự quyết định cuộc đời của mình. Mối quan hệ của Phượng với gia đình tôi cũng rất vui vẻ. Tôi cảm thấy may mắn bởi mọi chuyện đang rất thuận lợi. Các Phượng hơn anh 18 tuổi có khi nào vì lớn tuổi hơn mà chị ấy toàn quyền quyết định mọi chuyện lớn trong nhà? Tuy vấn đề thôi, có nhiều chuyện Phượng chờ đợi ý kiến của tôi, Phượng là một người rất mạnh mẽ, khi nóng tính thì Phượng sẽ lớn ác bởi khi đó tôi chọn cách im lặng, khi Phượng đang giận mà tôi cũng làm căng theo thì nước sôi sẽ trào ra mất, cho đến bây giờ mối quan hệ của chúng tôi vẫn mặn nồng, chứng tỏ Phượng rất tôn trọng tôi. Trong cuộc sống có nhiều lúc Phượng ngăn tôi làm một việc gì đó, vì cô ấy biết trước kết quả sẽ thế nào, nhưng tôi không nghe vì cho rằng tại sao Phượng được trải nghiệm mà tôi lại không thể, kể cả đó là sự thất bại. Bạn cứ ngẫm mà xem, khi còn đi học nếu chỉ nghe các thầy cô giảng lý thuyết thì học sinh không thể nhớ lâu. Phải được thực hành thậm chí bị điểm không vì làm sai thì mình mới nhớ được bài học đó. Yêu một người phụ nữ mạnh mẽ như các vượng anh thay đổi những gì? Nếu vượng là một người bạn thì 30 giây sẽ lên đường ngay vì tính nóng nảy đó. Nhưng vì Phượng là một nửa nên tôi học được cách sống chung với bản tính của cô ấy. Từ khi yêu Phượng tôi thấy mình đàn ông hơn, sống có trách nhiệm hơn, đối thật đàn ông hiếm khi sâu sắc và có trách nhiệm như phụ nữ. Cho nên ông bà ta mới có câu vợ dạy chồng chứ không phải chồng dạy vợ. Ở bên ngoài có thể vợ phải đi sao, chồng hét là vợ phải im. Nhưng có ông nào dám nói không phía vợ đâu. Khi về nhà vợ chồng nằm chung giường thì bao giờ người vợ cũng sẽ chỉ ra cho người chồng chuyện nên thế này thế kia. Đã chính thức là vợ chồng anh chị lên kế hoạch sinh con. Từ trước đến giờ chúng tôi đều để chuyện con cái diễn ra một cách tự nhiên chứ không kế hoạch. Nếu có con thì em bé sẽ làm món quà ý nghĩa mà tôi phải cảm ơn ông trời. Tôi và vườn vẫn đang chờ đợi tin vui. Hiện tại nhà tôi có nuôi chó, nhiều đêm tôi phải thức để cho chó con bú và thấy rất mệt mỏi. May mà lúc quen Phượng bé bom đã lớn rồi. Nếu tôi có con thơ thì chắc chết. Tôi đang học dần cách chăm sóc em bé đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video Và nếu thích video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới Để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại